lực lượng vũ trang Ukraine kinh hoàng trước chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Nga. Dấu hiệu cho thấy Nga sắp tăng cường chiến thuật mưa hỏa lực tại Ukraine. Nga đe dọa thiêu cháy xe tăng NATO bằng tên lửa hiện đại nhất. Cuộc phản công của Ukraine sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung chính yếu sau đây. Lực lượng vũ trang Ukraine kinh hoàng trước chiến thuật mới của lực lượng vũ trang Nga. Các lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng chiến thuật mới bằng cách đốt các bãi mìn, báo The New York Times viết. Theo lời thủy quân lục chiến Ukraine, người Nga cũng đang thích nghi, bao gồm sử dụng các chiến thuật mới để khiến các bãi mìn vốn đang nguy hiểm càng trở nên sát thương hơn. Ví dụ, họ đặt các chất dễ cháy lên bãi mìn. Ngay khi quân Ukraine bắt đầu dọn mìn, quân Nga thả lựu đạn từ máy bay không người lái, gây ra biển lửa và gây nổ, ấn phẩm viết. Ngoài ra, bài báo còn lưu ý rằng quân đội Ukraine thừa nhận lợi thế của Nga ở một số khía cạnh quan trọng. Dấu hiệu cho thấy Nga sắp tăng cường chiến thuật mưa hỏa lực tại Ukraine. Nga tăng cường năng lực sản xuất máy bay không người lái UAV trong một nỗ lực thực hiện các vụ tấn công hỏa lực quy mô lớn và mạnh mẽ hơn nhằm vào Ukraine trong tương lai. Hơn 18 tháng sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, UAV ngày càng trở nên một trong những vũ khí mà hai bên tăng cường sử dụng. Nga đang đẩy mạnh hoạt động tăng cường sản xuất UAV, một dấu hiệu cho thấy Moscow sẽ tăng cường chiến thuật tập kích mưa hỏa lực nhằm vào Ukraine. George Barros, nhà phân tích Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho biết, bất kể những gì chúng ta thấy về những thay đổi chiến thuật, Nga có thể sẽ tăng cường mức độ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine trong mùa đông. Các máy bay không người lái Nga sử dụng ở Ukraine có nhiều hình dạng, kích cỡ và nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ, UAV giám sát như Orlan 10 đã được sử dụng để thu thập thông tin tình báo và gây nhiễu thiết bị điện tử của Kiev. Trong khi đó, các UAV tự sát Gerdan 2 mà phương Tây nghi là Starhead 136 của Iran đã tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng quân sự, thông tin liên lạc, năng lượng thiết yếu của Ukraine từ mùa đông năm ngoái. Tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng gần 2.000 chiếc Starhead 136 vào Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, con số này được cho là sẽ tiếp tục tăng lên vào mùa đông năm nay khi Nga đã sản xuất được thêm những chiếc Gerdan 2. Báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí Xung đột Độc lập cho biết Nga đang có kế hoạch mở rộng đáng kể dây chuyền sản xuất Gerdan 2 với mục tiêu tạo ra hàng nghìn chiếc trong năm tới. Kể từ lần đầu tiên tham gia vào cuộc xung đột vào tháng 9 năm 2022, các UAV Starhead đã trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine. Diễn biến mới này cho thấy Nga hiện có nhiều cách để có thể duy trì chiến thuật tấn công, báo cáo viết. Nga không chỉ tăng cường sản xuất UAV tự sát như Lancet, Gerdan 2, mà còn nhiều loại UAV có nhiệm vụ trinh sát, tình báo như Orlan 10, các UAV góc nhìn thứ nhất, FPV. Samuel Bendes, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ, nói với Insider rằng đây là nỗ lực đa dạng và chưa từng có của nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác nhau của Nga, bao gồm các công ty nhỏ, tập đoàn lớn và nhóm tình nguyện. Ông dự đoán nỗ lực này có thể dẫn tới việc Nga sẽ tăng quy mô tập kích UAV trong tương lai gần. Ông nhận định nỗ lực này sẽ có thể gây ra cơn đau đầu cho quân đội Ukraine trong giai đoạn kế tiếp của cuộc chiến. Trên chiến trường, các binh sĩ Ukraine đã bắt đầu cảm nhận thấy áp lực ngày càng gia tăng từ UAV Nga. Hãng tin Union dẫn lời quân nhân Ukraine nhận định Kiev đang dần tụt lại phía sau trong cuộc chiến UAV với Nga. Forbes nhận định, ưu thế của Nga chính là họ có thể đảm bảo được nguồn cung UAV dồi dào cho tiền tuyến, bao gồm cả UAV góc nhìn thứ nhất, FPV. Nga đồng thời cũng có lực lượng chuyên vận hành, những người sẽ gắn thuốc nổ vào UAV để nó lao vào mục tiêu đối phương trên các mặt trận. Trong khi đó, Ukraine đang phải phụ thuộc phần lớn vào các khoản viện trợ để có thể mua được UAV, FPV cũng như các tình nguyện viên để vận hành chúng. Theo binh sĩ Voroshnov đang chiến đấu ở Donetsk, các thông tin nói rằng Ukraine đang xây dựng các nhà máy sản xuất UAV, FPV quy mô lớn vẫn chỉ dừng lại ở tin đồn. Quân nhân Ukraine Oleksandr Solonko cho hay Nga đang dùng số lượng áp đảo để bay đàn UAV xuyên qua hệ thống phòng không của Ukraine. Kiev có thể bắn rơi được một vài UAV nhưng không thể bắn được hết toàn bộ. Vẫn sẽ có UAV xuyên qua được và săn lùng phương tiện Ukraine dưới mặt đất. Nga đe dọa thiêu cháy xe tăng NATO bằng tên lửa hiện đại nhất. Trực thăng K-52 mới kết hợp với sản phẩm 305 sẽ đánh trúng xe tăng địch từ cự ly 12 km.
Bộ Quốc phòng Anh gọi trực thăng K-52 của Nga là một trong những vũ khí lợi hại nhất. Mãi gần đây, người Anh mới biết về sự tồn tại của phiên bản trực thăng cải tiến mới nhất K-52 Hotchkiss theo phân loại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Đây là loại trực thăng được phát triển trên cơ sở ứng dụng thành công ở Syria. Chúng đã được sử dụng cho các hoạt động tấn công lớn trên sa mạc, chẳng hạn như chiếm giữ Deir ez-Zor năm 2017. K-52 cũng được sử dụng để tấn công các cơ sở chỉ huy và nhà kho của phiến quân ở tỉnh Idlib, đồng thời để bảo vệ các đoàn xe quân sự ở Tel Rifa'at Manbi. Lần đầu tiên, việc sử dụng thành công loại trực thăng này trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được báo cáo vào tháng 9 năm 2022. Vào thời điểm đó, các chuyến bay thử nghiệm đã hoàn tất và việc sản xuất hàng loạt phương tiện chiến đấu dự kiến sẽ bắt đầu, theo hợp đồng nhà nước với nhà máy Progress. Nguồn tin chuyên ngành hàng không Fighter Bomber đã báo cáo về sự xuất hiện của các máy bay trực thăng hiện đại hóa này. Máy bay trực thăng mới có một số sửa đổi lớn, tháp pháo dẫn đường quang điện được hiện đại hóa, hệ thống kiểm soát vũ khí và liên lạc được cải tiến. Khung máy bay có khả năng chịu tải và chống mài mòn cao hơn, buồng lái đã được cải tiến về Esconomy, công thái học và cũng phù hợp hơn khi bay với kính nhìn ban đêm. Máy bay trực thăng đáp ứng được cho các chuyến bay ở Bắc Cực, các cánh quạt có bộ phận làm nóng mạnh hơn, cho phép hoạt động ở phạm vi nhiệt độ rộng hơn. Sự hiện diện ở Bắc Cực là một yếu tố quan trọng trong học thuyết chính sách đối ngoại mới của Nga. Radar của K-52 có thể phát hiện mục tiêu cách xa 50 km. Hợp đồng cung cấp lô 30 máy bay trực thăng nâng cấp đầu tiên cho không quân Nga đã được ký kết tại diễn đàn Army 2021. Theo The Driver Watson, có khả năng hợp đồng này sẽ được thực hiện. Hơn nữa, trong diễn đàn Army 2022, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng một số lượng máy bay trực thăng hiện đại hóa chưa xác định. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, đợt giao hàng K-52 vào năm 2023 sẽ tăng gấp đôi so với năm ngoái. Việc sản xuất loại trực thăng tấn công khác là Mi-28 cũng được tăng cường. K-52 mới có những đặc tính được cải thiện ở mọi mặt. Các cảm biến tải trọng được cập nhật giúp tăng phạm vi phát hiện và nhận dạng mục tiêu. Theo đó, phạm vi hoạt động của các loại vũ khí mới cũng được tăng lên. Các trực thăng này có cảm biến cảnh báo tên lửa toàn cảnh giúp tăng khả năng sống sót của K-52. The Driver Watson còn phát hiện ra rằng các phương tiện này có hệ thống radar rất tiên tiến. Radar với mảng quét điện tử chủ động có phạm vi phát hiện mục tiêu mặt đất tăng lên. Tất nhiên, mô hình chính xác của radar không được công bố. Các chuyên gia của The Driver Watson cho rằng K-52 mới sẽ có thể nhắm vào xe tăng từ khoảng cách 12 km, máy bay chiến đấu có thể được phát hiện từ khoảng cách 50 km. Điều cực kỳ quan trọng là tất cả các thành phần cập nhật của trực thăng này đều là sản phẩm của Nga, khiến K-52 hoàn toàn độc lập về mặt công nghệ trước các lệnh trừng phạt. Tên lửa sản phẩm 305 mới sẽ được sử dụng để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng. Điểm mới chính của K-52 không phải là radar và hệ thống liên lạc. Trực thăng được trang bị tên lửa chống tăng mới có tầm bắn 15 km. Điều này cho phép nó tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép hạng nặng của Ukraine, trong khi hoàn toàn nằm dưới sự bảo vệ của phòng không Nga. Tên lửa không đối đất đa năng có mật danh sản phẩm 305. Phiên bản trước của K-52 có tên lửa dẫn đường bằng laser FIS tầm bắn 10 km và Akata với tầm bắn khoảng 6 km, nhà báo quân sự David Gambring của Forbes viết. Tuy nhiên, VIC và ATAC đều phải có tầm nhìn thẳng tới mục tiêu và phạm vi bay hạn chế, khiến trực thăng phải tiến gần từ các hệ thống phòng không Ukraine một cách nguy hiểm như Stinger và Star Trek. Đó là lý do tại sao K-52 bị hạn chế tấn công bằng tên lửa từ trên cao. Trong trường hợp này, trực thăng đang bay sát mặt đất, sau đó phải bay vút lên cao để bắn loạt tên lửa không dẫn đường vào các vị trí của Ukraine rồi mới né tránh. Chiến thuật này có hai nhược điểm chính. Thứ nhất, cú đánh có thể không chính xác. Thứ hai, trực thăng phải đi vào vùng phòng không của đối phương. Sản phẩm 305 về cơ bản là một tên lửa khác. Thay vì dẫn đường bằng laser, người Nga sử dụng sự kết hợp giữa dẫn đường bằng hình ảnh nhiệt và dẫn đường vệ tinh. Có thể bắn trực tiếp bằng cách sử dụng đầu dẫn hướng hình ảnh nhiệt, nguyên tắc tương tự được sử dụng bởi Javelin ATGM, hoặc có thể phóng tên lửa từ ngoài ranh giới tầm nhìn trực tiếp. Đầu tiên, tên lửa sẽ bám theo tọa độ và ngay trước khi bắn trúng mục tiêu, nó sẽ sử dụng thiết bị chụp ảnh nhiệt. Nhà phân tích quân sự Steen Mister của dự án ORIC cho biết sản phẩm 305 có thể đã được sử dụng ở Ukraine cùng với trực thăng tấn công Mi-28 để tấn công các mục tiêu đặc biệt quan trọng. ORIC cho rằng sản phẩm 305 đã được sử dụng để tấn công các tòa nhà, cầu cống và xe bọc thép hạng nặng của Ukraine. Gambring viết trên Forbes,
Việc triển khai K-52 mới cho thấy Nga đang làm mọi thứ có thể để làm chậm cuộc tấn công của Ukraine. Và các tên lửa mới kết hợp với trực thăng tấn công K-52 hiệu quả cao sẽ trở thành vũ khí chống tăng lợi hại. Cuộc phản công của Ukraine sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Giới quan sát Mỹ cho rằng sau gần 3 tháng, giờ đây có thể đưa ra đánh giá sơ bộ về cuộc phản công của Ukraine. Theo đó, họ nhận định cuộc phản công của Ukraine sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9 này. Chia sẻ trong một bài báo trên 19 Fortify, cựu sĩ quan lực lượng vũ trang Mỹ Daniel David cho rằng quân đội Ukraine đã cạn kiệt gần hết tiềm năng. Cuộc phản công được mong đợi bắt đầu vào ngày 5 tháng 6 của lực lượng vũ trang Ukraine gần như kết thúc. Sau gần 3 tháng, giờ đây có thể đưa ra một số đánh giá sơ bộ về kết quả của cuộc tấn công của Kiev, cũng như đánh giá các diễn biến tiềm tàng của cuộc xung đột diễn ra trong thời gian còn lại của năm 2023. Điểm mấu chốt là, cùng với tỷ lệ thương vong cao và mùa mưa đang đến gần, cuộc phản công của Ukraine có thể sẽ hoàn thành trước cuối tháng 9 này. Kết quả cuối cùng của cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine là đạt được những lợi ích nhỏ ở một số khu vực. Từ góc độ chiến lược, hàng nghìn km dọc chiến tuyến hầu như không thay đổi kể từ đầu năm 2023, cựu sĩ quan Mỹ Daniel David cho hay. Ukraine đã phát động một cuộc phản công toàn diện vào ngày 5 tháng 6 trên một mặt trận rộng lớn, tập trung vào 4 trục tiến công chính, Kamiansk ở phía Tây, Orykhiv và Velika Novoska ở khu vực trung tâm và Bakhmut ở phía Bắc. Ukraine được cho là đã tập hợp 12 lữ đoàn cơ giới cho chiến dịch này với quân số lên tới 40.000 quân. Họ đã dành gần nửa năm để chuẩn bị cho cuộc tấn công và quá trình chuẩn bị của họ bao gồm cả việc đào tạo, huấn luyện ở các nước NATO. Sĩ quan Mỹ lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine trên thực tế đã cạn kiệt phần lớn tiềm năng quân sự của họ, hầu như không được đến làng Rabotino ở vùng Zaporizhia. Chuyên gia bày tỏ nghi ngờ rằng liệu Kiev sẽ có đủ nguồn lực để tiến xa hơn một chút, giữ vững hai bên sườn trước các cuộc phản công của Nga. Rất có thể Ukraine sẽ phải kết thúc mọi nỗ lực của mình. Nước này có thể sẽ sớm phải quay lại thế phòng thủ để giữ lãnh thổ, Daniel David giải thích. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.